Để lắng nghe quan điểm từ khu vực tư nhân đối với trọng tâm của diễn đàn là hội nhập kinh tế khu vực, các tác động thương mại do phản ứng kinh tế đối với COVID-19, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC lần thứ 27, các Bộ trưởng Thương mại APEC đã tham dự cuộc đối thoại với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp châu Á-Thái Bình Dương được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Tại cuộc đối thoại, Bộ trưởng Thương mại và Tăng trưởng xuất khẩu của New Zealand, Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC 2021 cho biết, thương mại tự do, công bằng và cởi mở đã mở ra sự tăng trưởng lớn trên toàn châu Á-Thái Bình Dương. Nhận thức được tác động nghiêm trọng của đại dịch đối với các doanh nghiệp, các Bộ trưởng Thương mại APEC đã chỉ ra vai trò chiến lược của khu vực tư nhân trong việc tư vấn cho các chính phủ về cách có thể hợp tác để đánh bại COVID-19, cách có thể duy trì nền kinh tế qua đại dịch và sau đó xây dựng các nền kinh tế bền vững hơn, bao trùm hơn. Cuộc đối thoại được tổ chức vào trước thềm Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC 2021 nhằm đưa ra những ý tưởng thiết thực trong việc quản lý cuộc khủng hoảng kinh tế và sức khỏe chưa từng có nhằm thúc đẩy hoạt động kinh tế và giúp đỡ các doanh nghiệp trong khu vực. Tại cuộc đối thoại, các bộ trưởng và các thành viên ABAC đã trao đổi về hội nhập kinh tế khu vực, xem xét các vấn đề quan trọng nhất mà WTO cần tập trung giải quyết tại Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 12. Nhóm cũng cân nhắc về phản ứng kinh tế đối với đại dịch, đặc biệt là về duy trì chuỗi cung ứng mở và giữ dòng chảy tự do của hàng hóa thiết yếu và vaccine, cũng như tạo thuận lợi thương mại để thúc đẩy phục hồi.